fundos de 300. Hoje ela está doente. Está doente. Parece ter maculo. Yeah, 300. Tá bom assim. Các bạn nhé, cá cá có trăm con cá, nhưng mà cơm đây hết rồi. Ok, hello, chào các bạn. Ok, chào các bạn đến với channel Linh Đồng Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Các bạn nhá, hôm nay bò bị ốm nhá các bạn. Linh Đồ chắc Linh Đồ đi ra ngoài chỗ, ra chỗ bán nhá. Thì Linh Đồ rắn cá rồi, rắn cá chết xong, có mấy con rắn rồi. Là đây, hôm nay Linh Đồ nấu một đau về là phui, về cơm, về cá rắn, phui về đau, cơm ở nhà, lúc ở nhà là nấu rồi. Là thì bây giờ chỉ có cá thôi. Bây giờ là Linh Đồ sẽ việt bằng tiếng bò luôn nhá. Ôi dê. Ok, như thế này nhá. Đấy, các bạn nhá này. Hôm nay có cơm về đâu, về là phui. Đấy, về là cá. Một chỉ 250 quan. Hoje tem arroz com peixe, com feijão e funs e peixe. Que estamos a fritar aqui. 250 um prato. Ok, bây giờ hàng xóm chỉ này, hàng xóm mà sắp này phụ Linh Đồ thì bây giờ Linh Đồ ra tay là lắm ấy. Hôm nay vô bị ôm nhá, không cho vô đi nhá. Ok, I'm good. Ok, okay, phụ cho arroz. 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 Ok. Arroz. Được 250 này. Arroz de 250. Moço. Arroz de 250 também com peixe, não? Sim. Ah, aquí también fue. Aí foi, né? Também de 250. Esse
Okay, é verdade. Yeah. Fush? Arroz? Yeah. Okay. ¿Cabeza o qué? Cabeza. Ok. Oh, 250, ¿no? Ah, otro con el 250. À, các bạn nhớ à, hàng xóm hàng trên này hàng xóm à, gần cái sạp của Lindo à, à, hàng xóm này giúp Lindo lúc hôm qua này bẻ con Lindo sẽ bán hàng xóm nha để dân sinh quen đấy à, Lindo sẽ múc cho nhiều push or rush yeah Lindo sẽ múc cho nhiều à, hơn nhiều cho hàng xóm nhá. Ok. Ok. Eu ajudo isso assim, por quê? Porque a mana costuma me ajudar também. Por isso que eu abonei lá, porque na verdade, essa ajuda mesmo no meio. Sim, é. Yeah. Não, o coiso. Ela também costuma me ajudar muito. Ok. Ok. Ya. Yeah. Pega só bem. Ya, yeah, cuidado para deixar já. Ya, ya. De nada. Yeah. Ok. Ah, ya. Yeah. De quanto mais? De 250. Ok. Ok. Yeah, push. Yeah, okay. Mana? Ah, essa aqui? Oh. Ok. Ah, ok. Ah. Sim, sí. Já. Yeah. Tem outro trabalho a fazer lá. Sim. Sí. Ok. Ui, bomba, boom. Já, yeah, mano. Push, arroz. Ok. De 250? Já. Já, já. Está bom. Hã? Okay. Cabeça ou cauda? Cabeça. Okay. Midnight. Okay.
có đi thế ga. Ok, obrigado. Mama é fuxa. Yeah, tu avisa mama, tá, tá. É fuxa, mama. Ok, 250? Ah? Ah, ok. Cabeça ou calda? Esta cabeça, que ele está lá na frente. Esta? Já. Yeah. Ok. Ok. Quanto é água? Água... Já, um momento. Isso. Ok. Cabanha... chín này bán đâu đâu này bán thịt nha các bạn. Muốn lấy xe của Lindo nha thì Lindo là lấy lại về lại. Full day 300. Ok, full day 300. Hoje ela tá doente, tá doente, parece ter maculo. Yeah, 300. Tá bom assim. Só que quando tu aí não vai servir. Dá o ver cara com. Não vai descer. Vou meter um lateral. Já. Mas é feijão bonito, né? Bom, né? Feijão muito bom. Hein? Coi. Esse? Ok. Ok. Bajam, não? Ok. Depois eu trazer para tu? Não veio para tu, eu? Cabanha. Tia Aival, sắp có Lindo ngồi ăn. Chứ còn mọi người vào mua, đua về thôi. Nhưng mà hôm nay là không thấy ai vào ngồi sắp của Lindo để ăn nhá các bạn. chơi thì có lẽ coi ai vào nhá. Cao đây, ơi, cabeça. Este? Ok. Aqui, funge arroz. Funge. De 250? Có chị về là về ai này mời vào ngồi sắp gọi lên rồi nha các bạn. Ok, mama có thể sentar vào tên đây ra nhá. Dạ. Câu đây. Ok. Mana, espera só bocadinho. Vou atender ainda. Chegaram antes. Mamã vai querer funs? Ok. Peixe não? China, com um cá, né? Lindo, você pode. Deixa eu ter uma dao, né? Vou meter mais um bocado de feijão mais, porque amanhã não quero peixe. Nhiều người thích phụ huynh hơn các bạn. Cơm chỉ có mỗi ngày mua ít cơm. Đấy, trên này không ăn cả.
Bỏ thêm vào đâu nhá. Yeah, mama. Okay. Yeah. Okay. Yeah, feijão, feijão. Esse é feijão. Ah, o mano vai querer? Funch, ok. De 250? Yeah, vou te atender já, mãe. Hôm nay Linh thôi đến một chắc ấy, nhưng mà bộ bị ốm á, bán đơn giản thôi. Cảm chứ, yeah. Đơn giản thôi. Demoramos. Yeah, c'est ça? Ok, ok. Phui gần hết các bạn ạ. Người chỉ có cơm thôi. Mà nó có biết sao? Các bạn nhá, phui đang có nhiều. Phui đang gần hết rồi. Chỉ có cơm thôi. Anh đã phê đó. Chỉ có cơm thôi. Mọi người là thích ăn phui hơn các bạn ạ. Đấy. À thì bắt ok. Troco. Ok. Fuso arroz. Arroz 250, né? Ok. Esses. Ok. Ok. Oh. Ah. Ok. Funcho arroz. Arroz de 150? Ah? De 300, ok. Batam mucho honey. Ok. 300, ya? Yeah? Ok. Các bạn nhá, nồi này, nồi phôi hết rồi. Hết rồi. Đâu, nồi này là đâu? Nhưng mà có một nửa nhá. Gần hết rồi. Đấy, cơm gần hết rồi các bạn ạ. À. Có mấy con cá thôi. Đấy, Linh đồ sẽ bán cho hết luôn. Dạ, bà này là muốn phôi, nhưng mà phôi hết rồi. Dạ, phôi acabou mama. Dạ. De 250 arroz, né? Esperando. Ok. Aqui. Ok. É assim? Ok. Como ganhei hoje? Hết rồi. Bốn lần rồi. Em này mua bốn lần rồi, cho thêm ấy. Hết rồi. Nhá. Tạm biệt nhá. Esperando. Các bạn thấy chưa này?
Ok, rồi. Dạ. À, bà là bà quá. Dạ, pode pegar lá, vai levar você lá. Các bạn nhé, cá có 8 con cá, nhưng mà cơm đây, hết rồi. Ê, chị này muốn cơm, mà nó là, à nó sẽ cá bố hồ. Cá bố hồ. Hết rồi. À, 3 người là chị, một chị về là 2 anh này là sẽ trả tiền nhá các bạn. Ok nha các bạn, hôm nay Linh Đồn nó một ra ngoài chỗ bán cá, đào, cơm, về là vui. Đấy, 10 người đồ ngon của Linh Đồn ấy, 10 người lại mua hết, nhanh hết. Ok nha các bạn, video hôm nay xin dừng tại đây. Mọi người thấy video này hãy thấy ý nghĩa và đăng ký kênh Linh Đồn Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ hai anh em nhá. Chào các bạn. Ok.